tác hại khôn lường đối với sức khỏe do thiếu tinh bột lâu ngày. Mọi người đều biết ăn quá nhiều tinh bột thì có thể gây lên những bệnh lý như tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng thiếu tinh bột lâu ngày cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vậy tinh bột là gì? Tinh bột được gọi là chất bột đường cần thiết cho cơ thể và hay còn gọi là carbon hydrate. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng tùy vào trọng lượng cơ thể của mỗi người mà nhu cầu nạp tinh bột vào cơ thể cũng khác nhau. Việc thiếu hụt tinh bột cũng gây ra những tác hại không tốt cho sức khỏe như tập trung, giảm trí nhớ, khó cho việc học hành và làm việc. Và nếu như trong một tuần mà chúng ta không ăn tinh bột cũng làm cho trí nhớ bị giảm sút và khả năng nhận thức kém đi. 2. Mất ngủ. Không ăn cơm vào buổi tối có thể dễ dàng khiến cơ thể thiếu hụt lượng bột đường, do đó vô hình chung làm giảm hoạt động của não, dẫn đến tình trạng mất ngủ vào ban đêm. Việc không ăn cũng khiến cảm giác đói bụng, cồn cào, khó đi vào giấc ngủ hơn, ngủ không sâu giấc. Ngoài ra, trong tinh bột còn chứa nhiều các loại vitamin B như B1, B2, B6, B12. Đây là những vitamin rất tốt cho hệ thần kinh. Nếu không ăn tinh bột kéo dài làm cho cơ thể thiếu hụt các loại vitamin B này, gây ra cái suy nhược hệ thần kinh. 3. Tăng nguy cơ các bệnh lý về gan. Bạn không biết rằng nếu thiếu hụt tinh bột có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về gan, bởi vì khi đó cơ thể chúng ta thiếu các loại vitamin, mỡ biến tính, đó làm ảnh hưởng đến chức năng của gan. 4. Dễ bị trầm cảm. Thiếu hụt tinh bột lâu ngày cũng là một nguyên nhân gây ra hội chứng trầm cảm. Do khi thiếu tinh bột, cơ thể bạn sẽ bị hạn chế giải phóng ra serotonin trong não. Đây là một chất giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. 5. Tăng cân nhanh. Khác với suy nghĩ của nhiều người là không ăn hoặc cắt hết hoàn toàn tinh bột sẽ khiến đói bụng rất nhanh, đồng thời khiến chúng ta ăn nhiều hơn và tăng khả năng hấp thu, dễ gây tăng cân nhanh hơn. 6. Rơi vào tình trạng ketone. Thiếu hụt tinh bột lâu ngày dẫn đến tình trạng ketone là tình trạng sử dụng năng lượng dự trữ là chất béo. Các tinh thể ketone được tạo ra từ chất béo sẽ làm giảm ketone máu, khiến cơ thể người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong. Chính vì vậy, tinh bột là một thực phẩm cần thiết mà bạn không nên bỏ qua. Chính vì thế, các bạn có thể giảm lượng tinh bột nhưng không nên cắt bỏ hoàn toàn việc ăn tinh bột vì nó có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như tôi đã chia sẻ ở trên. Tôi là bác sĩ Đồng.